Hot News Showbiz. Mười hai bộ phim truyền hình ấn tượng của Kwon Nara. Nhắc đến những diễn viên chuyên trị vai nữ phụ trên màn ảnh xứ sở Kimchi, không thể không nhắc đến cái tên Kwon Nara. Kwon Nara, được biết đến với nghệ danh Nara, là một nữ ca sĩ, vũ công và diễn viên Hàn Quốc. Lúc mới tham gia diễn xuất, Kwon Nara chuyên đóng các vai phụ trong phim nhưng cô luôn cố gắng thể hiện tốt nhất. Kwon Nara lần đầu ra mắt công chúng với vai trò là ca sĩ của nhóm nhạc Hello Venus. Tuy nhiên, nói về thành công thì Kwon Nara thành công hơn hẳn trong vai trò là một diễn viên. Trên màn ảnh, cô không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp chuẩn người mẫu mà còn bởi lối diễn xuất tự nhiên. Năm 2012, diễn viên Kwon Nara ra mắt khán giả với một vai khách mời trong bộ phim Take Care of US, Captain. Sau đó, cô dần tạo được sự chú ý khi xuất hiện trong nhiều vai khách mời, vai phụ ở các tác phẩm truyền hình. Nhờ sự nỗ lực của mình, Kwon Nara ngày càng bứt phá trong diễn xuất. Thậm chí, vai diễn phụ của cô còn lấn át cả vai nữ chính. Phim Kwon Nara đóng càng về sau càng thu hút sự chú ý của khán giả hơn. Mời bạn cùng điểm lại 12 bộ phim truyền hình ấn tượng mà Kwon Nara đã đóng nhé! Đối tác đáng ngờ, Suspicious Partner 2017. Đối tác đáng ngờ xoay quanh câu chuyện về bộ đôi NH Ji-guk, Ji-chang-guk và Eun Bong-hee, Nam Ji-hyun. Ji-guk là một công tố viên tài giỏi với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thực chất lại rất yếu đuối. Bong-hee là một thực tập sinh tràn trề nhiệt huyết tại Bộ Tư pháp. Bong-hee bị buộc tội giết bạn trai cũ của mình. Còn Ji-guk bị giáng chức vì mạo hiểm sự nghiệp và danh tiếng của mình để cứu Bong-hee. Mọi thứ trở nên phức tạp khi sự nghiệp và cuộc sống tình cảm của họ vướng vào nhau. Điều đưa họ đến với nhau là phải bắt được thủ phạm thực sự gây ra hàng loạt vụ giết người trước khi họ hết thời gian. Trong phim Kwon Nara vào vai Cha Yoo-jung, bạn gái cũ của Ji-guk. Trong quá khứ, cô đã mắc một sai lầm khó bỏ qua. Hiện tại Yoo-jung cố gắng giành lại Ji-guk bằng mọi cách. Ông chú của tôi 2018. Đây là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm của đạo diễn Kim Won-seok. Phim có sự tham gia đóng chính của diễn viên Lee Sung-kyun và Yoo. Mi Mister xoay quanh ba anh em Park Sang-hoon, Park Jong-hoon, Park Ki-hoon và cô gái trẻ Lee Ji-an. Sang-hoon, Park Ho-san, là anh cả đã bước vào tuổi trung niên nên bị công ty sa thải. Anh bắt đầu kinh doanh nhưng gặp thất bại và cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Jong-hoon, Lee Sun-kyun là người anh thứ hai. Anh là kỹ sư tại một công ty kiến trúc và là người luôn sống hết mình vì những người anh yêu quý. Ki-hoon, Song Se-bai-hok, người em út, từng là một đạo diễn thiên tài. Lee Ji-an, Woo-i Lee Ji-eun là một cô gái chịu nhiều khó khăn. Cô nhận nhiệm vụ phải tìm ra những điểm yếu của Jong-hoon từ CEO của công ty. Tuy nhiên sau khi theo dõi cuộc sống của Jong-hoon, cô dần nhận ra mình đã bị anh thu hút. Nhờ Jong-hoon, cô lần đầu tiên học được cách tin tưởng một người. Trong Ông chú của tôi, Kwon Nara chỉ đóng một vai nhỏ, đó là Choi Yoo-ja, một diễn viên điện ảnh đã từng tham gia phim của Ki-hoon. Và cô có tình cảm với anh. Thẩm phán giả mạo 2018. Với câu chuyện hấp dẫn, hệ thống nhân vật đa dạng, cá tính, bộ phim Thẩm phán giả mạo đã tạo nên được sức hút giữa một rừng phim trong năm 2018. Mặc dù lấy đề tài về ngành luật sư, nhưng nội dung phim lại chủ yếu xoay quanh một tá trai có tên Han Kang-ho, Lee Si-yoon. Anh sống cùng với mẹ và người anh trai sinh đôi Han Soo-ho. Dù là song sinh, song hai anh em họ Han hoàn toàn khác nhau. Khi Soo-ho là một thẩm phán nổi danh thì Kang-ho lại đang ngồi tù. Cho đến một ngày nọ, khi Kang-ho đã mãn hạn tù và lại đang bị truy nã thì Soo-ho đột nhiên mất tích. Lúc này Kang-ho vô tình bị tóm đi làm thẩm phán. Kể từ ngày đó, Han Kang-ho từ một kẻ tù tội bỗng chốc trở thành một thẩm phán tối cao. Và cô công tố viên song so Eun, Lee Ru-yang, bất đắc dĩ làm đồng nghiệp của thẩm phán giả Kang-ho. Trong phim Kwon Nara vào vai biên tập viên Ju-eun, cô có mối tình trắc trở với người anh trai Soo-ho. Bác sĩ trại giam 2019. Bác sĩ trại giam xoay quanh Na Yi-je, Nam Gong-min. Anh là một bác sĩ giỏi,
luôn đối xử với bệnh nhân bằng sự tận tâm. Na Yi-je làm việc trong trung tâm chăm sóc cấp cứu của Bệnh viện Đại học Taewang. Tuy nhiên, một tai nạn y tế do giám đốc bệnh viện gây ra đã khiến cho anh phải đến làm việc tại trại giam. Tại đây, anh hợp tác với một số tù nhân để lên kế hoạch trả thù những người đã làm hại mình tại Bệnh viện Đại học Taewang. Trong quá trình thực hiện kế hoạch mà mình đã đặt ra, Na Yi-je gặp lại cô đồng nghiệp Han So-jeom của Nara. Cô đã từ bỏ công việc ở bệnh viện lớn để tình nguyện làm việc ở trại giam nhằm truy tìm tung tích của người em trai đã mất tích từng ở chung phòng giam với Na Yi-je. Bộ phim Quân Nara đóng nói về những góc khuất trong ngành y, ẩn sau đó là các cuộc chiến giành quyền lực của những người lãnh đạo. Bên cạnh đó, phim cũng ca ngợi y đức của những vị bác sĩ tài năng. Chính điều đó khiến bác sĩ trại giam thu hút được đông đảo người xem. Tầng lớp Itaewon, Itaewon Class 2020. Tầng lớp Itaewon là một trong những bộ phim có rating cao nhất trong năm 2020. Bộ phim luôn chứng minh sức hút của mình khi ngày càng có nhiều khán giả theo dõi phim. Chuyện phim được chuyển thể từ bộ webtoon đình đám của Hàn Quốc. Nội dung kể về cuộc đời và sự nghiệp của Park Seo-ai, Park Seo-jun. Khi học trung học, Seo-ai đã đánh Jang Geun-won, An Bo-hyun, con của chủ tịch Jang, kẻ luôn bắt nạt bạn học nên bị đuổi khỏi trường. Sau đó, cha anh cũng đột ngột qua đời vì bị Jang Geun-won tông phải. Bản thân Seo-ai phải vào tù vì tội mưu sát nhưng những kẻ thủ ác lại bình yên vô sự. Sau khi ra tù, Seo-ai quyết không từ bỏ khát vọng sống, làm giàu. Anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp tại khu Itaewon cùng với người quản lý Jo Isel, Kim Jami và các nhân viên của mình. Trong phim Quân Nara vào vai Osua, trưởng nhóm hoạch định chiến lược kinh doanh trong tập đoàn thực phẩm Jangga. Cô là bạn học cùng lớp cũ và là mối tình đầu của Seo-ai. Mặc dù đam mê công việc của mình, Sua vẫn luôn bị giằng xé giữa lòng trung thành với ân nhân của mình, chủ tịch Jang và tình yêu chân thành của cô dành cho Seo-ai. Vai diễn của Quân Nara là nhân tố lớn góp phần giúp bộ phim Tầng lớp Itaewon thêm cuốn hút và gay cấn. Thanh tra Hoàng gia bí mật Secret Royal Inspector 2020. Thanh tra Hoàng gia bí mật lấy bối cảnh thời đại Joseon. Chuyện phim kể về Sung Yi-gyum, Kim Myung-soo, hiện đang làm việc tại Hồng Mừng Wan, bộ phận quản lý hành chính và nghiên cứu. Yi-gyum không có tham vọng hay mục tiêu cho cuộc đời mình. Một ngày nọ, Yi-gyum bị bắt quả tang đang đánh bạc. Sau đó anh bị trừng phạt và được giao làm thanh tra bí mật của Hoàng gia. Yi-gyum được giao nhiệm vụ phanh phui những hành vi bất hợp pháp và diệt trừ nạn tham nhũng trong hàng ngũ công chức. Yi-gyum làm việc với sự giúp đỡ của nữ đồng nghiệp Hong Jae-in, Kwon Nara và Park Chun-sam, Lee Yi-kyung, người hay nói, giàu tình cảm và hay rơi nước mắt. Bungasso, Linh hồn bất tử 2021. Linh hồn bất tử là một bộ phim đáng chú ý trong năm 2021. Bộ phim khai thác đề tài về sự nguyền rủa, trường sinh được chiếu trên nền tảng Netflix. Bộ phim này gây được sự chú ý không chỉ vì nội dung kinh dị, gây tò mò, mà còn vì kinh phí đầu tư khủng. Trong phim, Kwon Nara tham gia với vai trò nữ diễn viên chính. Nội dung phim của Kwon Nara xoay quanh Gian Hoan, Lee Jin-guk đóng, một tướng quân chuyên đi săn giết quái vật. Tuy nhiên, anh lại bị biến thành quái vật Bungasso không thể chết và cũng không thể bị giết chết. Anh đã bất tử trong 600 năm qua. Còn Min Sang-won, Kwon Nara, sống đi chết lại từ kiếp này tới kiếp khác trong 600 năm. Tuy nhiên, dù trải qua bao nhiêu thời gian, cô cũng không thể quên đi tiền kiếp của mình. Gian Hoan và Sang-won đã kết nối với nhau bởi những duyên nợ và ân oán từ quá khứ cho đến hiện tại. Ngoài các bộ phim Kwon Nara đóng với tư cách là diễn viên chính, thứ chính hoặc vai phụ ở trên, cô còn tham gia với tư cách khách mời trong các phim sau Nữ phi công xinh đẹp, Take Care of US, Captain 2012, Quý cô xảo quyệt, Cunning Single Lady 2014, Khát khao hạnh phúc 3, I Need Romance 3 2014, Trở thành ngôi sao, Tobe Continue 2015, Nghệ sĩ, Entertainer 2016. Trên đây là 12 bộ phim truyền hình ấn tượng có sự tham gia diễn xuất của Kwon Nara từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến nay. Có thể thấy, dù chỉ xuất hiện với vai phụ, Kwon Nara vẫn thể hiện hết mình, góp phần quan trọng cho thành công của phim.
Với nỗ lực và sự tích lũy kinh nghiệm theo thời gian, Kuon Nara có thể sẽ tỏa sáng trong tương lai bằng nhiều vai chính đặc sắc nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé. Hot News Showbiz.